Hôm nay chúng ta sẽ không làm về điện thoại nữa mà chuyển sang làm về một thứ thông minh cực kỳ cần thiết ở trong nhà bây giờ. Nói chung là dành cho những người lười giống như là mình, không thích lau nhà, thích được tự động lau thì chúng ta sẽ có robot lau nhà. Và cụ thể thì hôm nay nó sẽ là Eureka 800. Mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Từ ngày 7 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 thì Eureka Note 800 được giảm giá hẳn 1 triệu, chỉ còn 8 triệu 990 nghìn đồng mà thôi. Nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link của Hoàng Hà, Cellphone S và Shopee ở phần mô tả của video này nhá. Hiện tại thì mình đang ở căn hộ mẫu nên có lẽ là video này mình sẽ chỉ trên tay nhanh về cái sản phẩm này thôi. Còn chi tiết thì mình sẽ đợi mượn em nó về studio, chúng ta sẽ cùng nhau nói chi tiết hơn. Bây giờ thì phải nhìn về mặt bên ngoài trước đã. Trông thì quen thuộc đúng không? Một thiết kế dạng tròn như thế này giúp cho nó có thể dễ dàng ở trong căn nhà của bạn và luồn lách vào những cái ngõ ngách. Mình cũng đã có thử là bật kem này lên để xem nó đánh rồi và thấy rằng là robot của chúng ta khá là hay, nó có thể đi vào để đánh những ngõ ngách ở trong tường của bạn được. Kể cả là mình đã cho chui thử vào trong chân ghế luôn thì nó vẫn có thể tìm được đường ra từ trong những cái chân ghế đó. Và mình thấy là ok, về cái mặt thiết kế của chúng ta thì tròn thế này mang lại hiệu quả làm sạch tốt. Bây giờ thì hãy cùng mình nói về cái phần chất liệu. Ở phía mặt trước đây các bạn sẽ có một cái mặt rất là mịn và logo Eureka nằm ở đây. Tiếp theo ở phía trên này thì đây sẽ là hệ thống cảm biến laser để giúp robot này có thể định hình được không gian xung quanh nhà của bạn và đồng thời hỗ trợ việc vẽ bản đồ xung quanh nhà. Ngay phía bên cạnh là hai nút điều khiển, cực kỳ dễ sử dụng luôn, không cần phải biết tiếng Anh, không cần phải gì cả. Mọi người chỉ cần hiểu đơn giản, bấm nút nguồn để nó chạy và bấm nút hình ngôi nhà này để nó tự quay trở về đế sạc. Đó, đơn giản chưa? Người già, phụ nữ, trẻ em luôn vẫn có thể sử dụng được em robot hút bụi này. Nhưng mà lưu ý nhé, trẻ em thì đừng có mang ra phá cái bộ cảm biến ở trên này vì nó sẽ là cái thứ trung tâm nhất giúp robot có thể làm việc hiệu quả ở trong nhà của bạn. Nói một chút về cái phần cảm biến laser của chúng ta thì đây là LDS. Với cái cảm biến này sẽ giúp cho robot định vị chính xác nhất được không gian trong nhà của bạn và từ đó vẽ thành một cái bản đồ. Với cái bản đồ ảo này ở trên app ấy, bạn có thể là điều khiển khu nào là khu cần phải lau kỹ hơn, khu nào là khu không được phép lau vào, thậm chí là thiết lập tường ảo. Tường ảo thì bạn hiểu đơn giản, trong phòng khách của bạn đi, nó đang là cả một không gian lớn như vậy, nhưng bạn có thể chia đôi ra làm hai. Mà cái tường này chỉ là tường ảo thôi, tồn tại ở trong app, còn ở bên ngoài đời của bạn thì mọi thứ không có gì cả, làm gì có nhìn được cái tường đó đâu, tường ảo mà. Ở ngay phía trước của robot đây, chúng ta sẽ có một cái miếng giảm chấn. Miếng giảm chấn này thì mình thấy ở trên khá là nhiều robot lau nhà rồi, để tránh trường hợp là robot chẳng may húc vào đâu đó thì nó sẽ có miếng giảm chấn này, hạn chế cái việc va chạm vào cho robot. Tuy nhiên thì miếng giảm chấn của chúng ta nó sẽ là nhựa bóng nên là sau một thời gian va chạm rồi sử dụng trong nhà, kiểu gì bạn thấy vết xước xuất hiện ở trên này. Đối với lại mặt bên dưới của robot thì chúng ta sẽ có hai chổi ở bên cạnh đây để giúp đánh sạch những cái vết bẩn lông liếc ở trên sàn nhà, sau đó là hút vào trong máy. Đặc biệt là ở phần đầu hút này chúng ta có thêm một cái chổi dài nữa với một cái thiết kế như các bạn nhìn thấy. Ui xời, sạch sẽ không? Phần chổi này lại còn có lông này, những cái lông này giúp cho đánh thêm một lần nữa tất cả bụi bẩn khi mà robot đi qua sẽ đánh qua hai lần. Thứ nhất là một lần đánh ở trên hai chổi lớn này, sau đó tục tới cái phần chổi nhỏ của chúng ta và để từ đó nâng cao được tối đa cái hiệu quả làm sạch của robot. Ở phía dưới này thì bạn sẽ có hai miếng rẻ, tất nhiên robot này vừa hút vừa lau, như thế mới gọi là đa dụng chứ. Tránh trường hợp là những người lười như mình, chả lẽ bây giờ robot đi quét nhà xong mình lại cầm chổi đi lau lại? Không, robot làm hết rồi. Với hai miếng rẻ này nó sẽ là hai miếng rẻ đôi, các bạn có thể là tháo ra để thay thế hoặc là giặt rất là dễ dàng. Và đồng thời là theo như thông tin nhà xuất đưa ra thì hai miếng rẻ của chúng ta sẽ có tần suất rung là 500 lần trong một phút. Và với tần suất rung như vậy thì chắc chắn là sẽ làm sạch được cái không gian mà robot đi qua. Đồng thời là cái rung này sẽ là rung ngang các bạn nhé. Còn nói về lực hút ở trên robot này thì cũng theo thông tin là mình đọc được nó sẽ là 4000 PA, tức là nó bằng khoảng tầm là 1/3 so với lại những cái máy hút bụi cầm tay các bạn đang dùng trong nhà bây giờ. Đặc biệt một điểm mình rất là thích ở trên robot này đó chính là hai cái bánh xe ở đây. Hai bánh xe này khi mà bình thường các bạn để xuống dưới sàn nhà thì nó sẽ không như thế này đâu, mà nó sẽ ẹp vào thế này. Đó, nó sẽ được bóp vào như thế này. Và chỉ khi nào robot gặp những cái vật cản, những cái bậc thang nho nhỏ robot cần phải leo qua hay là leo qua dây điện trong nhà của bạn thì chúng ta mới thấy robot sử dụng hai cái bánh xe. Và cái hệ thống giá đỡ này rất thông minh nhé, khi nào mà gặp vật cản nó sẽ từ từ nâng ra thế này. Đó, tùy theo cái địa hình và vật cản các bạn gặp phải. Còn đối với lại sàn nhà phẳng như bình thường, tất nhiên các bạn sẽ không nhận thấy hai cái bánh xe của chúng ta đâu, bởi vì bây giờ là mình đang bê nó lên thì mấy bạn thấy. Và mình sẽ bấm nút chạy thử để các bạn xem hệ thống này hoạt động nhé. Đó, như các bạn nhìn thấy này. Tại sao lại tắt đi? Bởi vì là với hệ thống cảm biến ở phía dưới này, nó cảm nhận được là mình chưa hề đặt robot xuống dưới sàn mà đang nâng robot lên, nên nó tự động tắt đi luôn.
Và điều này đồng nghĩa với việc là robot này sẽ không thể nào bị ngã cầu thang được, khi mà ra đến bậc thang nó tự động dừng lại. Đấy, như các bạn vừa thấy đấy, là robot của mình đã dừng lại không hút nữa. Bạn có thể để thử cái này lên kiểu mặt bàn của chúng ta, thì khi ra đến cạnh bàn ngay lập tức robot sẽ dừng lại ngay. Yên tâm là không bị rơi nhé, robot thông minh mà. Đối với lại phần khay nước của chúng ta, bạn có thể dễ dàng tháo ra bằng việc là bấm ở đây. Đó, từ đó bạn tháo ra và phiu nước vào bên trong này để robot tiến hành lau nhà. Nói về cái việc mà nước lau nhà ở trong này thì cũng là một điểm rất là đặc biệt đối với lại Eureka 800. Đó là các bạn sẽ không cần sử dụng chất tẩy mà robot sẽ tự động tạo ra chất tẩy từ nước bình thường. Nói tạo chất tẩy thì nghe nó hơi hoành tráng, nhưng mà chính xác là thế này. Sau khi bạn sử dụng nước bình thường, bạn phiu vào trong này thì nó sẽ bắt đầu tiến hành điện phân cái nước đó. Và cái nước điện phân này cho khả năng diệt trùng khá là tốt, nên là các bạn không cần chất tẩy rửa gì cả. Và điểm cuối cùng ở trên cái robot lau nhà này mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là khi chúng ta mở cái nắp này ra. Đấy, thì đây sẽ là nơi mà chứa hộp bụi này, rồi là những cái công tắc để bạn có thể là reset robot hay là để kết nối robot này tới với app, bởi vì em này có app mà. Trên hộp bụi này sẽ có công nghệ nhận biết là bạn có đang lắp hộp bụi ở trong này hay không, gọi là công nghệ hộp bụi thông minh đấy. Nếu như bạn tháo hộp bụi ra mà bạn bật robot chạy, nó sẽ báo lỗi ngay, nó không chịu chạy. Có một số robot thì không có tính năng này, đâm ra là khi chúng ta không lắp hộp bụi mà cho robot chạy, nó sẽ hút bụi vào trong này, xong bắt đầu bụi rơi tóe ra nhà sàn nhà của bạn, thì đấy là một điều rất là đáng tiếc. Và video chi tiết hơn thì xin mời các bạn đợi mình ở trong cái đánh giá chi tiết nhá, chứ còn cái này trên tay nhanh thôi. Và anh em có thắc mắc gì về em này thì cứ để ở phần bình luận của video, mình sẽ trả lời các bạn ở dưới đó. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau của Review OS.